Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian qua phải là rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong thời gian qua phải là rất nhiều các chị em phụ nữ không hiểu lý do nào đó mà có thể là bỏ chồng bỏ con. Nhiều chị em phải nói là các anh em hiệp sĩ Bình Dương xác nhận cái cuộc sống vẫn là vô cùng rất sung túc nhưng mà vẫn cứ bỏ đi theo những người đàn ông khác, có thể là cuộc sống rất khó khăn hơn. Câu chuyện là thực sự rất bí ẩn. Anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm hiểu được ra thì rất nhiều câu chuyện thực sự rất đau lòng. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một anh trai hôm nay về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm người thân và đặc biệt là tìm vợ của mình. Câu chuyện này rất phức tạp bởi trong thời gian vợ chồng cuộc sống hôn nhân sống với nhau đúng không, không có ai có thể là lường trước được sự việc sống với bên vợ, đặc biệt là người thân của mình mà không tin tưởng thì có thể là không sống với nhau. Mà tin tưởng đến giờ phút này anh trai này hiện nay mất sạch tài sản vì lý do là một người vợ rất thân cận của mình. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú chị bạn đã tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào anh trai, anh có thể anh giới thiệu là cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết được anh họ tên là gì? Tôi tên là Lương Hoàng Vũ, mình sinh 1973, quê quán ở Long An, huyện Đức Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi hôm nay lên đây để nhờ anh em giúp đỡ giùm đi tìm vợ. Tại vợ bỏ nhà theo người ta. Nhờ địa phương ở đây mấy anh em hỗ trợ nhau giúp đỡ giùm tôi đi tìm vợ là người này. Anh cho bảo là anh sinh năm 1973. Dạ. Dạ năm nay mình 50 tuổi ha. Dạ. Anh ở quê nguyên quán ở Đức Hòa, Long An. Dạ. Dạ. Xã Đức Hòa Thượng. Dạ. Hôm nay anh đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Để ghi hình để tìm vợ. Yeah. Và đặc biệt là vợ anh hiện nay anh chia sẻ là vợ anh ôm theo rất nhiều tài sản đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Sống với người đàn ông khác, lấy xe Honda rồi lấy vàng vòng đi hết mà. Anh cho hỏi là anh với vợ có đăng ký kết hôn không? Có anh. Có ha. Dạ. Yeah. Mình hai vợ chồng anh được mấy người con rồi? Hai đứa. Trai gái? Hai trai, có xuôi hai xuôi. Ồ, oh, hai bà xuôi rồi. Yeah. Là có cháu này ha? Cho cháu nội rồi, còn người thì sắp sanh. Dạ. Rồi. Vậy là anh cho em biết này, vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Nguyễn Thị Tuyết Hoa. 1975. 1975. Ừ. 1973, 1975. Dạ. Hai vợ chồng anh có cùng quê không? Cùng gần quê. Cùng nhau ha? Dạ. Mình hoàn toàn là có đăng ký kết hôn đầy đủ ha? Dạ, có đầy đủ hết. Anh cho em hỏi là anh hiện nay anh đang làm công việc gì? Thợ hồ. Còn vợ anh? Ở nhà để không có làm gì hết, để chỉ chăn nuôi. Vợ anh từ trước là ở nhà? Chăn nuôi. Lội chợ và chăn nuôi. Dạ, nuôi gà. Thêm ha. Dạ. Kinh tế gia đình mình có ổn không anh? Dạ, cũng đã tạm ổn chứ không được gì mấy. Hiện nay là hai vợ chồng anh sống dạ chung, ngoài ra còn có ai sống chung nữa không anh? Dạ, sống chung hai con. À, hai vợ chồng sống chung hai dạ con. Dạ. Còn trai và con dâu ha. Dạ. Ở nhà mình có rộng đủ ở không anh? Dạ, cũng hẹp, hơi hẹp mà cũng được, ở được. Nói chung là ăn hết nhiều ha. Dạ. Ở không hết mấy ha. Dạ. Rồi, anh cho biết là không tiền vàng bạc đi. Tại vì không biết sao đi theo người ta nghe, tại vì nghe lời ăn tiếng ngọt của người ta rồi dụ đi á. Ừ. Dạ. Vợ anh đi lâu chưa? Đi đây 25 tây. 25 tây tháng mấy? Tháng 5. Từ tháng 5? Rồi tháng 6 chứ. Tháng 6? Dạ. 25 tây tháng 6, 25 tháng 7. Dạ. Còn là hôm nay á, dạ, là gần 1 tháng rồi. Dạ. Hôm nay 22 rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. 3 ngày nữa 1 tháng. Dạ. Dạ. Trước khi vợ anh đi, vợ anh có báo tin về cho anh hoặc cho các con dạ, anh của anh sẽ không đi theo người ta không? Không. Không luôn. Không có việc tâm việc tính luôn, gọi không được luôn. Cho hỏi này, trước đây là anh đã từng đánh vợ hoặc đã chửi bới vợ không? Không. Không luôn hả? Dạ. Anh nói vậy có đúng không? Dạ. Mình có yêu vợ không anh? Có. Yêu lắm á. Dạ. Tối thì em hỏi câu chuyện tế nhị tối rất hay rất thương vợ nhiều lắm mà. Dạ. Cho em hỏi câu chuyện tế nhị tối hai vợ chồng mình có ngủ chung hay ngủ dạ, riêng? Dạ ngủ chung không, từ xưa giờ. Từ trước giờ dạ là ngủ chung. Từ khi cưới giờ. Dạ. Giờ mình... ta già cũng vẫn còn ngủ chung, ngủ riêng. Dạ. Mình thấy cái tình cảm của vợ anh ấy trong dạ thời gian vừa qua, đặc biệt trong những ngày vừa dạ rồi là vợ anh chuẩn bị bỏ đi. Vợ dạ, cái tình tại cảm. Tại vì tình cảm không được như hồi trước nữa. Ồ. Oh. Dạ, tại vì lúc nay cả năm nay là thấy tình cảm không đối xử là rất là khác rồi. Rất khác. Dạ. Từ lời ăn tiếng nói. Tại vì mình đi làm mình đâu có để ý tới chi. Dạ. Vợ anh ở nhà nó có thường xuyên sử dụng mạng điện thoại internet không? Dạ có. Vợ anh chơi cái này dạ gì? Đi bên TikTok với lại ôi, Facebook. Lại TikTok rồi. Dạ, dạ. 100 trường hợp là TikTok cả 100 luôn. Dạ. Vợ anh nhìn bên ngoài có dễ nhìn không? Dễ dạ coi không? Dễ coi. Vợ anh năm nay là 48 tuổi. Dạ đúng rồi. Anh là 50 tuổi. Dạ. Gái hơn 2.
trai hơn một nhưng mà đây trai hơn hai đúng không? Yeah. Anh chồng hơn hai. Yeah. Yeah. Hiện nay các con của anh có biết mẹ đi đâu không? Cũng không biết luôn, tại vì là không có điện thoại được. Vợ anh đi là gần một tháng qua rồi. Yeah. Hôm bữa vợ anh đi là gia đình anh có ai biết không? Em tôi đi làm, còn gia đình ở nhà không ai biết, con không ai biết. Cách con đi làm hết, tự trốn nhà ra đi. Vợ anh đi lúc mấy giờ, ngày bao nhiêu? Lúc 1 giờ mấy. 1 giờ mấy? Dạ, trưa, ban ngày. Gọi là 13 giờ mấy ha? Dạ, 13 giờ 30 đi ha? Dạ. Chiều? Dạ. Đầu buổi chiều? Dạ. Vợ anh đi là đem theo những cái gì đi anh? Quần áo cuốn hết đi, quần áo với là xe, xe đa, với vàng vòng tiền bạc, đem hết đi. Anh có thể anh cho em biết rõ hơn, cụ thể hơn, dạ. Xe gì? Xe Sirius. Biển số mấy? Biển số... này, này, quên rồi, để không. Đây rồi. Dạ. Quên rồi. Xe đó ai mua? Thôi được rồi. Em mua, em làm chủ. Xe màu gì? Tên. Xe màu đỏ, đỏ đen. Biển số trên là Long An, biển Long An đúng không? Đúng rồi. Dạ. B1. B1. Long An. Dạ. Rồi, vợ anh ngoài ra đem xe và những cái gì nữa anh? Quần áo gì? Quần áo bằng vật dụng. Dạ. Rất là nhiều, đem hết luôn. Vậy là vợ anh chở xe Honda có hết không? Không hết, nhưng nhờ chắc có lẽ nhờ người khác chở xe phụ. Nhờ khác dạ, chở. Bị nhiều, rất là nhiều, chở hết luôn mà. Rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều hàng xóm dạ. Nhà anh ấy luôn. Hết. Dạ. Khu vực dân ở đó là có ở gia đình nhà có báo, nhau có không? Báo mà, dạ có là cũng xa. Có báo mà bắt đầu điện nhà vợ cất máy luôn, tại em đi làm đó, thì vợ cất rồi, máy luôn. Ngoài một chiếc xe và tất cả những vật dụng quần áo, dạ, quần dạ, tư trang cá nhân. Dạ. Và tiền vàng bạc dạ. Là bao nhiêu anh? Tiền khoảng gần 500. Gần 500 triệu? Dạ. Tiền vợ anh để đâu mà vợ lấy? Để ngân hàng, vợ lấy thẻ với là lấy tiền mặt luôn. Trời ơi, vậy ta rút hết tiền luôn rồi. Dạ. Chết rồi. Cái tiền đó là tiền của anh hay của vợ? Dạ, của em. Anh làm dành dụm từ trước chưa? Dạ, để dành để lo cho con. Lo cho con mà dưỡng dạ, già. Dạ. Số tiền đó là hoàn toàn là tiền của anh chứ không phải tiền vợ. Dạ. Đúng rồi. Vợ anh trước đây đã từng có bao giờ ý định cãi lộn hoặc có lý do nào đó mà không. Chuẩn bị bỏ nhà đi chưa? Không. Chưa năm, khoảng năm nay à. Hôm nay là các con của anh có biết là bà mẹ ôm tiền đi không? Biết không, hết chưa? Không. Hôm nay thì tôi cũng không nói. Tại đâu hôm nay nó được chút đỉnh thì nó biết được chút đỉnh thôi. Hôm nay thì chắc chắn con dạ. Và người thân của anh, đặc biệt là người thân dạ. Và các con của anh dạ. Chắc buồn dạ. Vì không ngờ dạ. Đúng không ạ? Câu chuyện dạ. Là té ngửa rồi dạ. Vàng là vàng anh để đâu mà vợ lấy? Vợ biết không? Vàng vợ cắt, vợ tôi lấy đi dạ. Vợ anh có đeo trên người không? Có đem số, còn nhiều đem giấu hết, cắt đem đi hết. Là theo anh biết chính xác là tổng số tài sản là trên dưới 500 triệu, trên dạ, 500 triệu. Dạ. Còn vợ ra ngân hàng rút tiền luôn. Dạ, còn cái vàng là riêng, vàng cả cây. Một cây vàng riêng, dạ, còn dạ. Là tiền là 500 triệu. Dạ, vàng là vàng 18 rồi, 24 rồi, còn dạ. Lại là cả cây. Cộng là cộng cả cây. Dạ, dạ. Thua luôn. Với bằng khoáng đất nhà dạ. Đem luôn đi luôn. Đem cả sổ đó bằng khoáng dạ, đất dạ, nhà dạ, đi luôn. Dạ. Lấy hết chưa? Đất hết đây hết chưa? Lấy hết một khoáng đi rồi. Xong rồi. Đất. Rồi thằng giờ em cũng nhờ ở đây lên đây nhờ mấy anh trên đây giúp đỡ. Chết rồi. Rồi. Để tìm kiếm ai, tìm kiếm được vợ em thì chỉ báo mấy anh. Dạ. Nhà anh có nhiều đất không? Cũng ít nữa. Mấy chắc không mấy mấy công hai công mấy ạ à? Hai công mấy dạ hai công mấy nếu tiền là trị giá khoảng bao tiền dạ cái không. Đó là được trước là khoảng 500 tỷ á 5 tỷ dạ bây giờ bao nhiêu anh biết dạ bây giờ thì đang đứng mình không biết bây giờ cứ cho là 3-4 tỷ đi dạ thì cũng cỡ khoảng 4 tỷ nhưng mà đất đó là cái sổ đó là mang tên của anh hay mang tên vợ dạ mang tên em vừa vợ luôn hai người chung dạ đúng rồi vậy là anh có ký nhận gì dạ, từ có, trước à có từ trước thì anh cho em hỏi là anh đã từng bị vợ cầm giấy tờ gì đó đưa cho anh bảo anh ký vào đây không không anh nhớ lại xem không con nào mình ngủ say vợ đó là anh ký giùm em cái không dạ mất hết rồi dạ bây anh, giờ... anh cưới vợ được lâu chưa năm 90 từ năm 90 dạ. Năm nay là 2023 dạ. 33 năm qua dạ. Trong 33 năm qua là dành dụng được số tài sản là 5-700 dạ. triệu và là hơn 2 công đất và đặc biệt là được 2 người con dạ. Nhưng đến giờ phút này mà đành đoạn cũng phải bỏ nhà bỏ con bỏ chồng đi anh còn cái gì trong nhà còn tiền không? Ngoài dạ. Hết những tài sản dạ, đó dạ, còn không, gì? Không. Hiện nay là anh đang gọi là đang ở nhờ dạ. Trên miếng đất đó dạ. Bởi vì vợ cầm hết đi rồi dạ. Chưa biết là vợ bán hay vợ cho dạ. Cho anh hỏi thế tại sao anh biết được vợ đi theo trai tại vì biết bữa mượn người ta điện cái số điện thoại nhà điện không được mà người ta điện được
cái người đó là người ngâm bắt máy. Người đàn ông điện, có anh điện, gia đình anh điện, được cái số điện thoại của vợ anh mà người đàn ông bắt máy. Dạ. Người ta nói làm sao? Ta chỉ nói alo nghe thôi chứ không có ra ngoài ra, ta không nói gì nữa, ta nên tắt máy liền. Tắt máy ngay. Dạ. Cái số đó giờ còn gọi được không anh? Không, lâu lâu mới gọi được, lâu lâu kiểu như mà gọi không bắt máy. Từ hôm mà vợ anh đi đến giờ phút này là gần một tháng rồi. Dạ mà. Anh và con anh có nhắn tin, có gọi điện cho vợ không? Không, không được luôn. Còn vợ anh có nhắn tin không? Không luôn, vợ đi luôn, không có. Em, anh cho mà này, vợ dạ. Anh theo anh được biết là vợ dạ. Anh quen cái người trên TikTok á, trên gọi là trên mạng internet, dạ. Dạ. Là cái người đó có đẹp trai trẻ không? Không biết được. Thấy mặt chưa? Không, không thấy mặt, tại vì mình không có nhìn kỹ. Sao mình biết được trên quen trên TikTok? Không biết là TikTok hay là ở ngoài, người ngoài mình chưa biết, tại vì thường chơi TikTok. Trong xóm nhà anh hiện nay có người là bỏ vợ để đi đi luôn cái thời đúng chưa? Không. Vẫn có người, người dạ. Ta vẫn có vợ chồng bình thường. Dạ đúng rồi, có chị này là một người mới đầu tiên thôi, từ trước tới nay. Gọi là vợ anh đến giờ phút này anh biết là đi theo nhân tình, ôm dạ. Tài sản đi thôi. Dạ, dạ. À, trong năm ngoái, là năm 2022, đặc biệt là em đã từng phỏng vấn anh Nguyễn Trọng Du, dạ. Em còn nhớ người An Giang, Tiền Giang gì đó. Dạ. Bị vợ lừa, số tiền trên dưới 10 tỷ, vì quá tin tưởng vợ. Yêu đúng không, cuộc sống vợ chồng mà đăng ký kết hôn mà đặc biệt là có ba hai ba người con yeah. Mà không tin vợ thì không được, nhưng mà tin đến giờ phút này anh còn mỗi quần sọc yeah. Anh như vậy anh khóc quá trời khóc luôn, đúng rồi. Đó, buồn, thực sự rất là buồn chứ, tại vì mình làm dành dụm mà để cho tay cho người khác ăn mình mới rất đau khổ chứ. Nếu như vợ anh bây giờ mà sẵn sàng mà ra đi mà về của chồng công vợ mà yeah. Chia số tiền mà khoảng trên dưới 600 triệu chia yeah. Mỗi người một nửa, anh có đồng ý không? Dạ yeah, đồng ý. Và cái bằng khoán đất ấy là khoảng trên dưới 5 tỷ, dạ. Bây giờ chia đôi mỗi người lừa, ai có chịu không? Dạ chịu, nhưng mà nếu mà vợ không muốn ở nữa thì đi thì chịu. Phải chịu, đúng không? Dạ. Cái đó là nhưng mà phải dạ. Chia rồi, đúng rồi. Chứ không thể lấy cả được. Dạ, không ép được người ta, tại vì ta muốn đi. Đúng rồi. Dạ, có ép đi nữa người ta cũng không ở được đâu. Đúng rồi. Dạ. Em thấy anh rất bản lĩnh nhé. Dạ. Hiện nay anh tuổi đời không nhiều, dạ. Nhưng có thể là trên 50 rồi. Dạ. Mà anh về đây thực sự là thân hình anh nhìn rất nhỏ, nhìn có vẻ rất ốm yếu, yeah. Đúng không? Yeah. Thế nhưng mà anh thực sự rất bản lĩnh. Đến giờ phút này anh mất sạch tài sản rồi đó, yeah. Khẳng định anh mất hết, không còn cái gì cả. Yeah. Nhưng mà anh rất bản lĩnh, không khóc lóc, yeah. Đúng chưa? Rất yeah. Bản lĩnh, đúng yeah. Một người đàn ông đích thực. Rất là đau buồn nhưng mà buồn để đó chứ không được như lệ rơi như người ta. Nếu hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được mà vợ anh yeah. Quay về, yeah. Vợ anh sống tiếp yeah. Và trả lại anh tất cả những thứ đó, bỏ vợ anh chỉ thử thách thôi. Yeah. Liệu anh có chấp nhận không? Chấp nhận coi như thử thách, dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà vẫn phải trả lại hết, dạ. Thì vẫn đồng ý, vẫn sống lại như, dạ. Như xưa, dạ. Tình cảm liệu có như mà xưa? Chấp nhận như xưa thì vẫn sống bình thường. Còn hả không chịu thì tự chia rau đi chứ đâu phải làm vậy. Dạ. Dạ. Không tưởng tượng. Dạ. Gọi là tin bạn thì mất vợ, mà tin vợ thì mất nước. Dạ. Tin vợ đến giờ phút này còn bộ quần áo. Dạ. Còn là vợ anh gom sạch không? Dạ. Còn ai về đó chở phụ anh không biết, nhưng mà dạ. Theo anh biết là một cái xe Honda đều chở được hết không? Không hết. Tại hay là anh thuê bằng khác, và anh thuê ô tô? Không có thuê ô tô. Tại ra ngoài người ngoài người ta nói là đem ra ngoài là không thấy. Nhưng mà mấy xe Honda chở? Dạ, không biết, không để ý tay, tại vì không có ai nói phần đó. Tại chị thấy gom đồ ra một đống vậy thôi, rất là nhiều. Anh có nghĩ rằng đây là vợ anh lên kế hoạch từ trước không? Chắc thì có lẽ cũng lên kế hoạch lâu rồi. Thì mẹ ôm chọn dạ. Tất cả các đồ nghề. Tại mình đi làm mình đâu có để ý. Em hỏi câu chuyện tế nhị này. Dạ. Mình đi làm là bao ngày mình về một lần? Không làm, mai đi chiều về tại nhà mà. À gần nhà. Dạ. Tối mình em hỏi chuyện nó tế nhị thật. Dạ. Một tuần mình ôm ấp dạ, mấy lần? Vẫn ôm ấp bình thường. Không chuyện gì xảy ra? Dạ. Nhưng có điều là khác thường luôn. Dạ đúng rồi. Vì cái tình cảm có thể là mình nói ví dụ đây, có thể là dạ. Trước đây là những lúc mà hai vợ chồng mà cái chuyện làm chuyện đấy thì mình dạ. Ôm ấp nhau. Dạ. Nhưng giờ có thể là vợ thẳng chân thẳng tay luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Xưa giờ thì vẫn bình thường, vợ chồng vẫn sống bình thường. Từ hôm nay, cả năm nay là thấy thái độ khác rồi. Nhưng mà mình đâu được. Tại sao anh không tìm hiểu? Mình đâu để ý, tại vì mình nghĩ vợ mình là rất là tốt. Nghĩ vợ rất thật. Dạ. Tin. Dạ. Thật ra mình đâu để ý tới chừng đổ bể ra, giờ mình mới hay được thì đã muộn rồi. Này em nói thật, cái dạ. Câu chuyện này em không biết nói làm sao luôn. Dạ. Nói thật. Anh bản lĩnh nhá. Dạ. Bây giờ nếu tìm được vợ anh sẽ làm gì? Dạ. Nếu tìm được vợ anh sẽ làm gì? Thì giờ bây giờ trước mình năn nỉ vợ. Nếu vợ đồng ý thì về sống với mình thì về, còn không đồng ý thì muốn theo người ta thì chia đồ của ra.
Thì vợ đi. Mới đây nhất là cách nhà hai ba ngày. Dạ. Anh em Huyền Sĩ Bình Dương mà đặc biệt là em đã phỏng vấn mà đã dạ. bắt tại trận luôn. Dạ. Người Long An. Dạ. Cũng nhỏ nhỏ con giống anh thôi. Năm nay anh cũng ngoài 40 tuổi rồi. Dạ. Kinh tế rất ổn. Dạ. Nuôi vợ ăn sung mặc sướng. Vợ ôm toàn bộ giường lệm của chính người chồng mua và tất cả quần áo lồi lưu xong chậu. Trốn chồng và bỏ con thơ 2 tuổi đi sống ở đường người đông khác ở tại Bình Dương, anh em bắt sống luôn quả tang. Đó, quả tang luôn. Đến khi anh em bắt được thì người chồng trực xuất là chở vợ về về quê ấy. Sáng sau 6 giờ sáng là vợ tiếp tục bỏ trốn luôn. Đến giờ phút này vợ tiếp tục sống chung với người đàn ông mà sang mình ấy. Yeah. ở tại Bình Dương. Đó, câu chuyện có thật. Yeah. Nếu như anh em hiểu chứ Bình Dương bao giờ tìm mình ra mà thực sự vợ anh lại rơi vào cái hoàn cảnh đó là vợ anh đem những đồ mà có thể những cái đồ dùng cá nhân mà chính bản thân anh mua cho vợ hoặc bản thân anh cũng dùng. Yeah. Mà đến giờ phút này tìm hiểu ra mà vợ anh đang sống với người khác, những đồ đó người ta sử dụng của mình. Yeah. Thì anh sẽ nghĩ sao? Rất là đau buồn. Lúc bây giờ liệu anh có chấp nhận không? Sao chấp nhận được? Tại mình thấy vậy thì rất đau buồn, đâu có chấp nhận, thế nào mình chấp nhận được? Thấy tận mắt. Dạ. Khó, rất khó chịu. Đến một dạ, người đàn ông mà chấp nhận được thì dạ. khó. Tuy rằng không làm gì được nhưng mà rất là khó chịu. Đúng không? Dạ. Đó là cái bản tính. Dạ. Đúng không? Dạ. Rất ai khó có thể chấp nhận được. Dạ. Trừ giả đó là chỉ là nghe hoặc nghi. Dạ. Thì có thể người ta còn chấp nhận. Dạ. Nhưng đây bắt gặp quả tang thì để mà chấp nhận thì dạ. không có thể. Dạ. À. Vì vậy những câu chuyện thực sự rất đau. Dạ. Đến giờ phút này anh em Hiệp Sĩ Bình Dương luôn luôn cảnh báo rồi. Vợ chồng sống thì phải tin nhau. Nhưng mà luôn luôn cảnh báo rồi, mình tin 10. Đúng không ạ? Nhưng mà mình giữ lại 2. Yeah. Đúng không ạ? Vô tình một ngày là đẹp trời, đến giờ phút này vợ đi theo người đàn ông khác. Vợ ôm tài sản thì mình còn 2 phần. Để mình nuôi những ngày sống hoặc mình sống những ngày mà mình ốm yếu, bệnh tật, không làm được tiền. Đúng chưa? Nhưng đến giờ phút này em khẳng định với anh, để mà kiếm được một cái cơ hội hoặc một công việc, để anh tiếp tục mà kiếm được số tiền mà dư được như ngày xưa thì rất khó. Là khó. Bởi sao? Bây giờ xã hội bây giờ là kinh tế khó khăn. Đúng không? Mới dịch bệnh. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là người khôn của khó. Đúng không? Mà điều thứ ba là hiện nay cái sức khỏe anh không thể những lúc ngày mới còn trẻ được. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày càng già. Càng yếu. Càng yếu. Mỗi một tuổi là một đuổi xuân đi. Dạ. Đúng không? Thế đến giờ phút này là vợ ôm đi thì thực sự là dẫn. Dạ. Không phải là mình buồn vì mình không có vợ. Bản thân anh bây giờ cái tuổi này có thể anh không có vợ, anh vẫn sống bình thường. Dạ. Bởi vì các con, đúng không? Mình có con, có cháu. Nhưng mà rất là cũng rất là buồn. Tại vì vợ chồng sống rất là lâu năm. Ừ. Chứ không phải một ngày một bữa. Ừ. Rồi tự ôm đồ ra đi thì mình cảm thấy mình cũng rất là đau khổ lắm. Em đã từng chứng kiến một cái câu chuyện rất tế nhị. Rất nhiều người nuôi những con thú cưng. Chỉ có nuôi vài ngày thôi mà vô tình những thú cưng đi mất. Người ta khóc, không ăn, không ngủ được. Đây bản thân là một người vợ, tay gọi là tay ôm, tay ấp, đúng không? Từng ăn chung, từng ngủ chung, từng tâm sự, từng trò chuyện, từng vui buồn, từng khóc. Không gần nhau được, đúng không? Ước. Mà đến giờ phút này vợ ôm toàn bộ tài sản đi để thực sự mà sống với người đàn ông khác. Thì câu chuyện này rất đau. Đấy. Nhiều câu chuyện là rất thực tế. Anh em đây là đăng là phim, đăng những cái khúc này ấy, đây là cái quá trình trò chuyện thực tế nhất. Yeah. Đây là không phải diễn kịch. Nhiều người khi anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng lên ấy, là nhiều người ở đây là các ông đóng kịch. Nhưng đây hoàn toàn là không phải kịch. Mà đây là người thật. Yeah. Mà việc thật. Bởi em có xem lên em mới lên đúng nhờ anh em. Yeah. Trước khi hôm nay anh sang đây thì anh có hy vọng là anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh. Dạ, rất hy vọng. Hy vọng là các cô chú, anh chị. Dạ, mong muốn anh em. Nếu ai phát hiện được thông tin một chị gái mà hiện nay cái hình ảnh giống như này thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thị Dương. Dạ. Theo số điện thoại là 0913 785858. Và thực sự anh em nghe một câu chuyện rất đau. Một anh trai thân hình rất nhỏ, nhỏ con, nhưng mà dành dụng một cái công việc rất cực khổ là làm hồ, dầm mưa dãi nắng, nuôi con trưởng thành. Đúng không ạ? Mà vợ thì cũng ở nhà chỉ là phụ việc thôi, gọi là đồ chợ. Thương vợ không cho làm gì hết. Thương vợ, yêu vợ, chiều vợ. Nhưng đến giờ phút này vợ ôm toàn bộ tiền và tài sản và toàn bộ kể cả đất đai, không còn cái gì cả. Mà đi theo người đàn ông khác thì thực sự rất đau. Vì vậy cho nên anh em Hiệp Sĩ Bình Dương kính mong các cô chú chị, ai ở khu phòng trọ, công nhân ở tất cả các tỉnh, đặc biệt là Bình Dương, hoặc Long An, hoặc Vũng Tàu, hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Đồng Nai, nếu ai phát hiện được thông tin một chị gái như thế này thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thị Dương theo số điện thoại 0913 785858. Nếu mà mọi người mà làm biếng mà vì lý do nào đó họ có thể là không gọi điện thì còn nhắn tin qua Zalo, không cần kết bạn, qua những số điện thoại đó để anh em đến đây để tìm hiểu và giúp anh trai này có thể là cũng
để trò chuyện với vợ một cách tốt đẹp nhất có thể. Bởi vì đây một người đàn ông thực sự là rất tội, đúng không ạ? Sống với vợ hơn 30 năm qua không ai ngờ bị vợ phản bội một cách rất đau. Không những vợ đi người không thì nó câu chuyện khác, đúng không ạ? Vợ không những đi không mà bây giờ ôm toàn bộ tài sản của anh. Đi thì thực sự rất đau. Phải chi mà biết, nếu biết để lại cho nuôi con cũng chút đỉnh thì không đến nổi, đúng không ạ? Dạ. Để ôm hết. Dạ. Anh trong những ngày vừa rồi trước khi vợ anh đi là anh có giận vợ hoặc vợ giận anh không? Không có, có thấy như vậy thì tình cảm vậy mới rời vợ, nói thấy không được rồi là bắt đầu từ cái đó khoảng đó suy nghĩ mới đi luôn. Dạ. Các con của anh có phát hiện được dấu hiệu của mẹ ngoại tình không? Có biết. Biết. Dạ. Các con của anh có cảm không? Biết rất là lâu nhưng mà con không được, không có cảm. Tại vì mẹ là khó. Mẹ. Dạ. Rất mẹ là mẹ, là con là con. Dạ. Khó, thực sự là thương mẹ, thương cha. Dạ. Bây giờ mẹ đi này ôm theo rất nhiều tài sản chưa chắc đã sướng. Dạ. Vô tình gặp một người không tốt, người ta sẽ đào mỏ. Dạ. Người ta đào sạch sẽ tài sản của vợ anh và sẽ đuổi vợ anh ra được. Đến lúc bây giờ vợ anh quay trở về thì cũng chẳng còn gì. Mà về chắc chắn gia đình không chấp nhận. Dạ. Mà thậm chí các con anh không chấp nhận. Vì vậy cho nên hôm nay anh em Hiệp sĩ Bình Dương quyết định đăng cái thông tin lên. Hy vọng chị gái xem được thông tin này, chị gái hãy quay trở về cùng gia đình, đặc biệt là cầm toàn bộ tài sản vàng vòng đất cát về trả cho anh, hoặc hai vợ chồng không sống với nhau nữa, đúng không ạ? Thì mình cũng về chia sẻ, đúng và rồi, trò chuyện về với chồng về, với con chuyện, dạ, một cách thẳng thắn nhất. Nếu không chấp nhận ở nữa thì tự giải quyết, đúng không ạ? Chứ không cấm cản. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video các anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương, hy vọng là vợ anh xem được. Dạ. Vợ anh suy nghĩ lại. Dạ. Mời. Dạ. Giờ mong muốn trên xã hội anh em Hiệp sĩ Bình Dương mong muốn sao mà ở ngoài xã hội tìm được những người này về cho tôi thì tôi rất cảm ơn. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ là trong gần một tháng qua anh không nói chuyện với vợ. Dạ. Đây là một cơ hội để nói chuyện với vợ ở ngoài anh. Dạ. Tại vì tôi hôm đó nay là vợ đã đi bỏ đi mà có muốn nói với vợ gì lắm mà không nói được, tại vì vợ rút điện thoại không liên lạc được, thành ra rất đau buồn. Ví dụ vợ có đi nữa thì cũng phải chừa để nói chuyện một hai giây, một hai phút gì chẳng chịu thì thôi, thì là ai nấy nhà ai nấy ở hoặc đi đâu đi chứ có đâu mà để đành đoạn vậy. Nay cỡ 10 năm mấy năm nay rồi cũng vẫn sống bình thường mà hôm nay thì tự nguyện ra đi thì cũng không nói được lời nói gì hết, chờ tự cúp máy luôn, chặn cuộc gọi hết, không cho anh em nhà gia đình gọi hết. Anh có thương vợ không? Rất là thương vợ. Chỉ giờ bây giờ mong muốn mà nếu vợ gặp được vợ thì năn nỉ có thể về ở được thì ở. Từ trước giờ anh đã là đánh đập vợ vậy chưa? Không. Chưa có. Dạ. Em nhìn người anh này có thể em nghĩ chắc không có đâu. Dạ. Vậy một người đàn ông mà giao hết toàn bộ tài sản cho vợ chắc chắn điều đó khó thì sẽ nhẹ. Tại vì tin tưởng quá, tin tưởng thương vợ. Không vợ dám. Nhà người gốc Long An luôn hả? Dạ, không cho dám cho đi làm đâu hết, để nhà, thương để quá. Lo gia đình. Thương quá cho nên vợ mới đẹp này mà. Dạ. Vợ đẹp là vợ người ta, vợ xấu mới là vợ mình, đúng không ạ? Câu ca các cụ thời xưa nói. Dạ. Vợ càng ăn sung mặc sướng mà vợ càng rảnh rỗi quá thì anh hiểu rồi. Đúng không? Dạ. Còn anh lao động cực khổ này cho nên là nhiều khi mình không nghĩ đến nữa. Dạ, đúng không? Đúng không? Dạ. Mình không nghĩ các chuyện khác. Dạ. Nhưng mà vợ suốt ngày rảnh quá ngồi nhà cái. Dạ. Lo đúng không? Quên đi cái vợ chồng. Ừ. Dạ. Nhưng vợ anh ở nhà nó thật là xin lỗi mọi người, vợ anh ở nhà đôi khi là rảnh quá, nhiều khi toàn nghĩ bậy. Dạ, đúng, đúng rồi. Không? Đúng rồi. Ông này chắc là bự đây. Dạ. Chồng mình nhỏ, con yếu. Đúng rồi. Không được, mình quyết định ở những ngày này mình thôi. Dạ. Quyết định sống với ông này. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Còn trước đây không ý định. Dạ. Trước khổ mà. Dạ. Đúng không? Đúng khổ rồi. Thì tư tưởng nó không thông. Mà tư tưởng không thông thì không có tư tưởng đâu làm. Dạ. Việc đó. Đúng không? Nhưng mà bây giờ vợ anh sướng quá. Dạ. Em đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh. Rất nhiều ông chồng xương vợ, mua xe hơi cho vợ. Cho vợ đi tập, ăn uống, sung sướng. Rồi một ngày nào đó, một ngày đẹp trời, chính xe đó, chính vợ mình, người khác sử dụng. Dạ. Đến khi mà câu chuyện nào về rất là buồn. Thường. Dạ. Hôm nay anh về đây anh chia sẻ những cái thông tin mà vợ theo nhân tình, và đặc biệt là vợ ôm hết tất cả giấy tờ. Dạ. Tiền bạc, nhà đất, sổ đỏ, đúng không, bằng khoán. Những báo tin như này anh chia sẻ này có đúng sự thật không? Dạ đúng. Nếu anh đưa thông tin mà sai sự thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Dạ. Trước pháp luật. Đúng rồi, sẽ chịu. Anh có đồng ý cho anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ cái thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ có. Dạ, thông tin hết lên trên xã hội để tìm gặp cái người này. Mục đích chính tìm vợ hả? Dạ. Anh nhắc lại cho các cô chú anh chị biết được,
Vợ anh họ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 1975, năm nay 48 tuổi. Nguyên quán? Quê quán huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đặc điểm? Đặc điểm mình sẽ ở ấp Hậu Hòa. Đặc điểm cao mấy mấy? Đặc điểm cao cỡ 1.5m. Mập hay tròn? Mập, vừa người. Vừa người ha? Dạ. Rồi trắng không? Dạ, cũng hơi lé kim, hơi. À. Dạ, cũng ừ. được. Nhìn có dễ thương không? Dạ, cũng được. Được, dạ. Có thể là chưa chắc vợ anh đã cặp những người lớn tuổi. Dạ. Thậm chí những thanh niên 20-30 tuổi. Đúng rồi. Mà thậm chí lái vợ của anh. Dạ. Là câu chuyện có thật. Tại vì giờ cũng như thấy vậy là đam mê. Thế anh ở nhà anh có nói chuyện ngọt ngào với vợ không? Dạ vẫn bình thường. Nhưng mà mình có nói chuyện ngọt không? Dạ cũng bình thường. Ngọt thì có thể người khác vậy, tốt hơn này. Dạ đúng rồi, không ngọt bằng người ta thôi. Có thể là người khác người ta không tốt bằng anh, nhưng người ta sẽ đúng rồi tình cảm ngọt hơn anh. Dạ. Bởi sao người ta đang chuẩn bị ôm một số tài sản của vợ anh. Dạ. Đúng không ạ? Hàng mấy tỷ đồng. Thôi thì hôm nay là thực sự cái câu chuyện anh về đây anh chia sẻ câu chuyện cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương. Em phải thực sự xin thành thật chia buồn với anh. Là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Đúng không? Tóc bạc. Răng yếu. Thân hình này gầy gò. Đúng không? Mà sống với vợ, tin tưởng vợ mấy chục năm qua. Nhưng đến giờ phút này không ai ngờ được. Không ngờ được. Nói chung là không cái gì giống cái gì hết. Đúng không? Mà không có cái gì mà anh tưởng tượng được. Chưa một câu chuyện nào xảy ra giống một câu chuyện nào. Anh rơi vào các trường hợp khác. Vì vậy các anh em rất thương anh. Yeah. Mong muốn nhất của anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng tải video lên. Chỉ cần hy vọng các cô chú anh chị, mỗi người chia sẻ giúp anh em Hiệp Sĩ Bình Dương 1-2 lần. Để anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sớm biết được thông tin chính thức chị gái đang ở đâu. Để báo tin cho gia đình, để gia đình có hướng để giải quyết câu chuyện này. Thực sự đây là một câu chuyện bí ẩn. Người đàn ông sống với vợ mấy chục năm qua, nhưng đến giờ phút này vợ ôm tài sản đi theo nhân tình. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em đội Hiệp Sĩ Bình Dương xin kính chúc các cô chú anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương tiếp tục giúp đời giúp người, các cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ, đồng hành giúp anh em đội Hiệp Sĩ Bình Dương. Xin thân ái chào và gặp lại cô chú.